về một buổi biểu diễn nghệ thuật. Để kể được phần này, trước hết con hãy tìm hiểu về các bộ môn nghệ thuật. Mặc dù chúng ta đã được giới thiệu ở phần mở rộng vốn từ, tuy nhiên với một buổi biểu diễn cụ thể và phục vụ cho phần viết tập làm văn thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tìm hiểu về các bộ môn nghệ thuật để con lựa chọn. Chúng ta có các bộ môn nghệ thuật gắn với sân khấu. Ví dụ, kịch nói, ca kịch hoặc vũ kịch. Kịch nói là sử dụng lời thoại trên sân khấu. Ca kịch cũng là thể hiện một nội dung của vở kịch nhưng được thể hiện qua lời ca, tiếng đàn. Vũ kịch tương tự như vậy, được biểu diễn trên sân khấu một nội dung câu chuyện nào đó nhưng bằng các động tác múa trên nền nhạc. Cụ thể, ta tìm hiểu thêm một chút về ca kịch. Ở Việt Nam, chúng ta có các hình thức ca kịch đó là tuồng, chèo hoặc cải lương. Ngoài những hình thức nghệ thuật này, chúng ta còn có các hình thức bộ môn nghệ thuật khác, ví dụ hát, múa hoặc múa rối cạn, xiếc hoặc múa rối nước. Với những bộ môn được biểu diễn có sân khấu này thì quy mô sân khấu cũng khác nhau. Đó có thể là phạm vi quy mô biểu diễn lớn như biểu diễn trong nhà hát, cũng có thể nhỏ hơn một chút là rạp hát, cũng có thể đó là những sân khấu ngoài trời. Người biểu diễn đó là những diễn viên, nghệ sĩ. Họ là những người được đào tạo bài bản, chúng ta còn gọi là diễn viên chuyên nghiệp.